Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Và hôm nay để tiếp theo cái series hướng dẫn retouch của mình thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách retouch môi và tô màu son cho môi ha. Để bắt đầu video này thì ở đây mình sử dụng cái hình stop là cái hình môi như thế này và mình cũng sẽ cung cấp stop cho các bạn để download và làm theo cái video của mình các bạn có thể tìm thấy link download nằm ở bên dưới cái phần description của video trên youtube nếu các bạn đang coi video này trên youtube của mình còn nếu mà các bạn đang coi ở một chỗ khác mà không phải là youtube các bạn có thể vào trong thuyền info và tìm cái bài viết về retouch môi này và các bạn có thể download trong cái link download mà mình cung cấp ở trong bài viết đó của mình chúng ta bắt đầu ha thì bây giờ với cái hình này để bắt đầu thì các bạn sẽ phải vẽ một cái vùng trọn quanh cái môi để mình xác định được cái vùng mà mình cần làm việc trên cái môi này của mình. Thì ở đây mình sẽ sử dụng công cụ là Pen Tool. Các bạn có thể click ở trong cái thanh công cụ này hoặc là các bạn sử dụng phím tắt là phím P để mở. Trong series thủ thuật Photoshop của mình, mình có hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Pen Tool này ở ngay cái số đầu tiên. Nếu mà bạn nào chưa sử dụng được Pen Tool, có thể tìm lại cái video đó của mình để coi lại và xem cách sử dụng Pen Tool và sau đó sẽ áp dụng vào trong cái video này. Mình vẽ một cái đường path quanh cái môi ha. Khi vẽ đường pass thì các bạn cố gắng làm sao mà để càng ít điểm neo càng tốt nha các bạn. Các bạn đừng có vẽ nhiều điểm neo quá thì cái hình của mình nó không có được đẹp. Sau khi đã có cái đường path xung quanh cái môi như thế này, các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl Enter để chuyển nó thành vùng chọn hoặc là các bạn click phải chuột vào trong cái vùng này và chọn Make Selection. Hiện lên cái bảng make selection này các bạn cứ để mặc định feeder là bằng 0 luôn không có chỉnh ở trong này ha. Ok, sau khi mà đã có được một cái vùng chọn là cái môi như thế này rồi. Các bạn tạo một cái layer mới. Chỉnh cái màu foreground này là một cái màu xám. Ok, các bạn có thể dùng phím tắt là Alt Delete để tô cái màu foreground này cho cái layer môi rồi các bạn nhấn phím Control D để hủy vùng chọn đi. Các bạn có thể ẩn cái layer môi này đi để mình nhìn tiếp ha. Thì ở đây này có một cái phần khoang miệng như thế này. Với cái hình này thì phần khoang miệng này nó nhỏ và nó chỉ có một màu đen thôi. thì mình có thể xài công cụ Magic Wand Tool để mình click vào đây tạo vùng chọn. Các bạn phải click vào trong cái layer môi này các bạn mới tạo vùng chọn được cho nó ha. Còn nếu mà trường hợp hình của các bạn không phải là một màu đen này mà nó là có răng hoặc là có cái màu ở trong này nữa thì các bạn sẽ phải tiếp tục sử dụng pen tool để mình tạo một cái vùng chọn ở chỗ này. Sau khi đã có cái vùng chọn này rồi, các bạn hiện cái layer môi này lên rồi các bạn nhấn delete xóa cái vùng này đi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy được là mình sẽ có được một cái hình với một cái shape của cái môi như thế này. Cái này mình đặt tên là môi đi ha. Rồi các bạn, đổi blending mode cho nó là soft light. Tiếp theo nữa, khi mà các bạn đổi soft light cái màu xám này các bạn có thể thấy là nó hơi đậm xuống một xíu thôi, cái này thì tùy vào cái màu xám mà các bạn chọn. Nó không có thay đổi gì nhiều ở trong cái bước này hết. Tiếp theo nữa là các bạn tạo một cái adjustment layer là hue saturation. Trong cái hue saturation này, các bạn click phải chuột vào trong cái hue saturation và các bạn chọn là Create Clipping Mask hoặc là các bạn có thể giữ phím An và Ray con chuột click vào giữa hai cái layer này. Khi mà nó hiện lên cái mũi tên này, các bạn click vào để add Clipping Mask cho nó. Có nghĩa là tất cả những cái thông số mà các bạn hiệu chỉnh ở trong cái phần Hue Saturation này nó chỉ ép lên cái layer môi thôi mà nó không ép lên những cái xung quanh. Bây giờ trong cái bảng Hue Saturation này, các bạn sẽ click chọn vào trong một cái chức năng là Color nằm ở đây các bạn để ý là khi mình click chọn vào colorize thì tất cả cái màu này của mình đó, nó thay đổi cho nguyên một cái môi luôn ở đây mình zoom nhỏ lại xíu để nhìn cho dễ ha rồi các bạn thay đổi cái thanh saturation thanh hue là đổi màu cái hue này nó sẽ có cho ta rất là nhiều sắc độ cái saturation là cái độ rực màu tươi hoặc là nhạt gì đó các bạn chuyển vào đây độ đậm nhạt Còn cái thanh lightness này là để các bạn chỉnh sáng tối cho màu cái mình càng chỉnh lên thì cái màu nó càng sáng này Và chỉnh xuống đây thì cái màu nó tối Cái này tùy theo mình canh như thế nào là vừa tùy các bạn ha Rồi ví dụ như ở cái bước này Mình chọn cái môi là màu hồng như thế này Đến đây thì các bạn có thể thay đổi được màu của cái môi rồi Các bạn có thể chọn bất kỳ một cái màu nào mình muốn Đỏ hoặc là hồng hoặc là gì đó Các bạn tùy chỉnh màu môi ở đây Có thể đây là cam này thì các bạn thích màu nào các bạn chọn màu đỏ. Với cá nhân mình thì mình rất là thích cái son màu hồng như thế này. Tiếp theo nữa, đến đây thì các bạn đã đổi được cái màu môi rồi, nhưng mà mình muốn là cái màu nó có đặc biệt hơn một xíu. Cho nên là với bước này mình sẽ add cho nó thêm một cái adjustment layer là radian. Trong cái radian này, các bạn cũng giữ phím an, click vào giữa hai cái layer để add cho nó một cái clipping mask. Nghĩa là nó chỉ nằm ở trong phạm vi cái môi thôi và nó không lan ra ngoài. Rồi các bạn double click vào trong cái layer thumbnail của cái radian này để mở cái bảng tùy chọn của nó lên. Thì ở đây trong cái radian các bạn có thể chọn một số cái màu. Ví dụ như là mình chọn cái màu màu này đi ha. Đây là cái độ, cái hướng của nó. đen là 90 độ là theo chiều dọc. Bây giờ mình chỉnh nó theo chiều ngang là mình đưa về 0 độ. Rồi, mình có thể rê con chuột vào đây để mình cân chỉnh cái độ màu, cái vị trí của cái layer đó trên hình của mình như thế nào. Rồi ví dụ như là mình để ở cái vị trí này ha các bạn có thể kéo tới kéo lui gì đó tùy ý các bạn ở đây các bạn sẽ thấy là cái màu nó đổi nè thì đây mình đang muốn là nó chuyển sắc qua một xíu ok ha rồi một bước tiếp theo nữa là các bạn add cho nó một cái level để mình có thể cân chỉnh lại độ tương phản của cái hình này thì các bạn cũng add cái clipping mask luôn để nó chỉ ép lên cái layer môi thôi rồi vào đây các bạn hãy cân chỉnh lại sáng tối cho cái môi đó để nó có độ tương phản hơn một xíu, nó có chiều sâu hơn. đó các bạn có thể thấy sự thay đổi nè. rồi nếu mà các bạn nhìn thấy cái đường mà nét ở cái môi này lúc mà mình tạo vùng chọn á cái feather nó không có thì nó hơi sắc. cái này là tùy vào mục đích của các bạn nha. tại vì theo như mình thấy sẽ có một số cái video họ hướng dẫn hoặc là có một số cái hình mà hai end retouch người ta làm cái môi là thẳng như vậy luôn chứ họ không có làm mờ tại vì họ muốn là một hình sắc nét như vậy còn nếu mà đến đây rồi các bạn muốn làm cho cái viên này nó mờ hơn một xíu nó nhòe hơn để nó không có bị sắc như vậy thì các bạn có thể chọn vào cái layer môi ở đầu tiên mình tạo ở đây các bạn vô trong menu filter chọn blur gaussian blur thì ở cái bước Gaussian Blur này, các bạn chỉnh một cái thông số nhỏ nhỏ thôi. Đó, để các bạn sẽ thấy là nó nhòe cái viền đi một xíu, nhìn cho nó không bị sắc nét quá, nhìn cho nó thật hơn ha. Ok. Đến đây thì cũng có thể gọi là xong rồi. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một cái bước nữa là để làm cho cái môi nó bóng hơn. Bởi vì sẽ có nhiều người rất là thích cái môi bóng ha. Thì ở đây á, các bạn vẫn có thể sử dụng dark and burn để tạo khối cho cái môi này. Cách sử dụng Dock and Burn là giống như cái video mà mình hướng dẫn retouch ra mặt. Các bạn có thể mở lại cái đó coi cũng được. Hoặc là các bạn tạo một cái layer mới. À, mình đặt tên cái layer này là Glossy. Rồi các bạn chọn công cụ Brush. Các bạn mở trong cái bảng Brush ở đây ra. Rồi click vào trong cái icon ở phía bên phải này. Mình chọn Load Brush. Thì ở cái bước này mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái Brush để làm môi. Thì cái này mình cũng đính kèm vào trong cái file mà các bạn download cái stop luôn. Ở trong đó sẽ có một cái file về rớt cho các bạn ha. Rồi, mình load cái rớt vào trong này rồi thì nó sẽ nằm ở phía bên dưới này. Nó sẽ có một số cái hình cho các bạn chọn ở đây. Mình chọn đại một cái hình nào đó đi. Các bạn cân chỉnh cái size rớt cho nó bự ra. Các bạn chọn cái màu foreground là màu trắng ha rồi các bạn click một cái để mình tạo cái vùng như thế này. Thì ở đây các bạn thấy là cái phần bên dưới có thể là nó phù hợp nhưng mà phần bên trên nó đang bị lệch. Mình chọn cái rớt khác đi ha. Cái rớt này cảm thấy nó không được đẹp cho lắm. Đây, cái này đi. Rồi khi mà các bạn chọn cái brush như vậy rồi, các bạn sẽ cân chỉnh lại vị trí ha. Ở đây nếu mà mình muốn kéo cái phần bên dưới này xuống này, mình sẽ xài công cụ Lasso Tool, mình tạo vùng chọn cho cái phần brush ở bên dưới này. Rồi mình xài công cụ Move để mình di chuyển nó xuống, đến một cái vị trí nào mà mình thích. Rồi ví dụ như vậy ha. Còn cái phần bên trên này, các bạn để ý là nó không có khớp vô với cái môi của mình. Thì ở đây á, các bạn có thể tách cái này ra làm hai đi cho nó dễ. À, thì bây giờ cái layer rớt ở đây, các bạn nhấn Ctrl G để copy nó lên thành một cái layer nữa. Với cái layer mà copy này nè, các bạn sẽ xóa cái phần bên dưới đi. Mình chỉ lấy một phần bên trên thôi. Còn cái layer rớt ban đầu mình sẽ xóa phần bên trên đi để mình lấy phần bên dưới. Thì lúc này là mình tách nó ra làm hai rồi. Rồi bây giờ với cái phần bên trên này, các bạn nhấn Ctrl T để nó hiện cái khung bao này. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ click phải chuột vào nó, chọn chức năng là warp. Trong cái warp này, các bạn sẽ kéo thay đổi cái hình dáng của cái rớt này sao cho nó đúng với lại cái hình của môi mà các bạn muốn. Ví dụ như vậy ha. Cái này các bạn có thể giảm opacity hoặc là đổi chế độ hòa trộn sau đó. Còn nếu mà cái phần này các bạn cảm thấy không ưng, các bạn có thể xóa đi luôn mình cảm thấy là do ánh sáng của nó thì cái môi dưới nó bóng như vậy là nó hợp lý rồi còn cái môi trên có thể khỏi cũng được các bạn có thể rúp những cái layer này lại thành một cái rúp để các bạn có thể so sánh before và after ha mình hy vọng rằng với cái video này của mình sẽ giúp cho các bạn thay đổi được màu môi và trang điểm lại cái hình của mình sao cho nó đẹp nhất và mình thấy thì các bạn nên xài màu môi theo cái kiểu gradient giống như mình hồi nãy để có thể tạo được cái màu cho nó chuyển sắc và nó đặc biệt hơn là màu chỉ có tô một cái thôi. Các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình hãy giúp mình chia sẻ đến cho bạn bè của các bạn và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình tại youtube com Info ship gạch design và các bạn có thể xem thêm nhiều video khác nữa tại thuyền.info Xin chào và hẹn gặp lại